Đúng vậy, em đẹp nhất trên thế gian này. Gặp em vào thời điểm anh đang chấm tay trả lời. Chỉ riêng ta có may mắn vậy, muốn em chẳng lấy em nha. Xin chào, tôi là người Hàn Quốc. Tôi mới qua Việt Nam, mới học được ít tiếng Việt Nam này. Và cô cho tôi là lâu xem phim ở đâu? Lâu xem phim, cô xem phim ở lâu mấy? Lâu năm nhé. Lâu năm à? Ô, gái Việt Nam đẹp quá đi. Gái Việt Nam đẹp quá đi. Tôi có thể hát tặng cho cô một bài Việt Nam được không? Tôi hát hơi bị hay đây. Tôi hát hơi bị hay đây. Mày đừng có bốc quét. Ok. Nghe nha. Nghe nha. Tôi hát hay không? À, chào em gái, anh là người Việt Nam. Bắt tay ngay, đây có thể phải cho anh. Anh là người Việt Nam. Thì sorry nãy giờ là anh đang làm về cái chủ đề là anh làm vlog. Và anh già là người Hàn Quốc. Anh hát trong thang máy thì làm người lạ sẽ như thế nào? Ok, anh tên là Hải. Còn tên Hàn Quốc tên là Hải Jong Ki. Chơi rồi, anh tên là gì? Tên Như à? Em sinh năm bao nhiêu? Em 8 luôn. À, anh tên là anh sinh năm 6. Em ở Buôn Ma Thuột đâu nào? À, rồi, ok. Sao nhìn mặt buồn đấy? Giờ này thì buồn sao mặt nãy giờ cứ buồn hoài vậy? Không được ổn định là nó sinh năm như thế nào? Gặp nhiều xui xẻo. À, tình trạng này là anh cũng hiểu. Thì ngày trước ấy, cách đây khoảng nửa năm anh cũng vậy. Làm cái gì cũng xui, làm cái gì cũng mất tiền, làm cái gì cũng làm cái gì mà nó cũng bị đổ bể hết đó. Mà anh là vô tình có một người bạn đó, người bạn là người ta giới thiệu anh qua các bạn này. Nói chung là anh không biết là em như thế nào, nhưng mà anh thì anh cũng phải không phải mê tín lắm rồi. Mỗi người đều có một cái tin riêng đúng không? Thì có một người bạn này giới thiệu anh qua bên này, thì người ta cũng coi, ta cũng coi về tình duyên này, coi về công nhân sự nghiệp này, coi về đường, nói chung là nhiều cái đó. Rồi người ta cũng chỉ cho mình làm cái này cái kia và giải hạn nữa. Thì anh thấy sau một thời gian mà anh cũng khá là ổn, làm tới thì rất là nhiều người coi, rất là nhiều bạn fan tới. À, thì nếu mà em không ngại về vấn đề này thì em có hay đi coi bói hay đi làm gì không? À, thì anh giới thiệu bạn này qua cho. Đây này, bạn này tên là Migo, của Buôn Ma Thuột luôn. Đó, thì bạn này là chuyên về coi là xem chỉ tay này, xem được tình duyên này, là lộc vận hạn này, hay là cầu sự nghiệp, hay là cầu con cái đó. Và có số điện thoại này có để trên Facebook ở đấy, em cứ thử qua coi và đi xem thử. Thì em thấy bạn ấy coi đúng và bạn ấy cũng có thể là cầu được lộc tài cho mình nữa đó. Sau có vài tháng là công việc anh suôn sẻ, anh làm rất là ok luôn, thu nhập anh ổn định nữa đó. Em cứ qua thử, tại vì anh thấy là mặt em buồn quá thì chắc là suôn sẻ nhiều cái đúng không? Em cho anh xin cái tên Facebook của em đi. Cái tên Facebook đấy là gì? Như Mây à? Mày anh là Vũ Quốc Hải ấy. Em lên em check. Em check cái nhắn như này nhá, anh check bạn bè nhá, có đồng ý vào rồi ok. Nếu mà hôm nào anh rảnh thì anh là Vũ Quốc Hải, và hôm nay anh rảnh thì anh có thể rủ em đi cà phê hay là đi chơi gì đó, vì không có anh chưa có nhiều. Đéo tin. Rồi, nhìn xinh quá nhiều, xinh gái, xinh ghê luôn. Giờ em chưa có nhiều là rất là mong có cơ hội để đi chơi, để giao lưu cùng em. Thật ra chị thì đã mấy lần đặt. Và đặt anh cũng là đặt đó mày. Hay là hai người đặt gặp nhau là vui lắm rồi. Công việc thì nói chung là anh cũng có công việc cả. Anh đi quay cả ngày, anh chốt đơn tư vấn khách hàng rất là nhiều. Nhưng mà mình cũng phải dành một chút thời gian cho bản thân mình, cho người bạn bè, tìm hiểu cái đối phương mà, không phải tìm hiểu những cái mối quan hệ khác giới, biết đâu mình tìm những người khác hợp
của mình ra đúng không? Trời ơi, đẹp quá. Hôm nào anh gặp thì anh gửi anh đi cà phê, đi chơi để tìm hiểu nhau. Tại vì anh cũng quen, không được tình duyên. Thì đi gặp em thì thấy hợp ghê á. Nhưng mà em nhìn anh biết anh là ai rồi. Anh là Hải đúng không? Sao nhận ra anh? Vừa nãy anh giới thiệu em là Hải mà. Nhưng mà em coi trên TikTok là em thấy mấy cái video bạn gái trong thang máy của anh hình như ai anh cũng tả đúng không? Hình như ai anh cũng tả đúng không? Tả đúng không? Tụi em giữ luôn đây. Hả? Đúng vậy, em đẹp nhất trên thế gian này. Gặp em vào thời điểm anh đang chấm tay trả lời. Chỉ riêng ta không may mắn vậy, muốn chẳng lấy em như thế nào. Cảm ơn em rất nhiều. Ok, được rồi. Tiếp theo đó.